Tuyết sẽ không cộng một pin chip không email FB Bùi Văn Trung 9/2/2018 lúc 12:30. Trưa hôm nay, mùng 9 tháng 2 năm 2018, trong một phiên xử không công khai, bất công và ngắn ngủi, kéo dài 3 tiếng rưỡi, sau khi trừ thời gian nghị án và đọc lại ghi chép phiên xử, Tòa án Nhân dân huyện An Phú đã đưa những bản án bất công đối với 6 đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo, PGSS, ở tỉnh An Giang. 1. Ông Bùi Văn Trung, 6 năm tù giam, chủ đạo tràng Út Trung, sinh năm 1964. 2. Ông Bùi Văn Thâm, 6 năm tù giam, con ông Trung, sinh năm 1987. 3. Ông Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1982, 4 năm tù giam. 4. Bà Lê Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, 3 năm tù giam. 5. Bà Bùi Thị Bích Tuyền, con ông Trung, sinh năm 1982, 3 năm tù giam. 6. Bà Lê Thị Hên, vợ ông Trung, sinh năm 1962, 2 năm tù giam cho hưởng án treo. Các tu sĩ PGSS bị đưa ra xử hôm qua. Ảnh Facebook BVT. Tất cả 6 đồng đạo bị vu khống tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ luật Hình sự 1999. Riêng đồng đạo Bùi Văn Thâm bị vu khống thêm tội chống người thi hành công vụ theo điều 257 Bộ luật Hình sự 1999. Các đồng đạo Trung và Thâm đã từng bị giam giữ 4 năm và 2 năm rưỡi vì tội tranh đấu bảo vệ cho đạo tràng trong vụ đàn áp tôn giáo hồi năm 2012. Phiên xử không công khai hôm nay diễn ra dưới quyền chủ tọa của thẩm phán Lê Thanh Hoàng, là người thiên vị về phía công tố và các nhân chứng buộc tội. Các kiểm sát viên Hứa Thoại Khương và Huỳnh Văn Thanh giữ quyền công tố. Ở phía ngoài, công an, cảnh sát cơ động và những người mặc thường phục vây kín tòa án. Ban đầu, hai bị cáo tại ngoại và một số thân nhân bị cáo đã bị công an chặn không cho vào dự phiên xử. Khi thấy đồng đạo bị cáo Lê Thị Hên lên cơn đau tim thì công an mới cho nhóm thân nhân vào tòa. Trong phòng xử, bà Hên bị đau tim nên phải nằm. Một số thân nhân và bạn bè không được vào tòa. Khi vào phòng xử, các đồng đạo PGSS bị người của chính quyền bắt ngồi vào chỗ chỉ định và kèm chặt. Các luật sư Đoàn Thái Duyên Hải, Nguyễn Mạnh Phong và Nguyễn Minh Đức thuộc đoàn luật sư Hồ Chí Minh đã đảm nhiệm phần bào chữa. Kiểm sát viên Hứa Thoại Khương đề nghị mức án 6-7 năm tù cho ông Trung, 5-6 năm L trên quy điều 245 và 9 tháng đến 1 năm tù L trên quy điều 257, gom lại thành 6-7 năm tù cho ông Thâm, 3-4 năm tù cho ông Nam, 3-4 năm tù cho bà Hạnh, 3-4 năm tù cho bà Bích Tuyền, 2-3 năm tù cho bà Hên. Hứa Thoại Khương từ chối tranh luận với luật sư để làm rõ sự thật, cho nên cuối cùng tránh án đọc bản án có sẵn. Những cảnh sát giao thông Đại Hải Đăng, Huỳnh Thanh Hùng, Nguyễn Văn Hiền, Giang Văn Tảng và công an Huỳnh Văn Nhã, phó trưởng công an xã Phước Hưng, tham gia trong vai trò biện minh cho hành vi dùng biện pháp kiểm tra hành chánh để ngăn cản đồng đạo đến đạo tràng vào ngày 19 tháng 4 năm 2017. Đăng là tên CSGT chặn xe trái phép trong cả hai ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2017 và là nguyên nhân gây ra rối loạn. CSGT Nguyễn Văn Hiền thú nhận với luật sư rằng ông Thâm chưa đánh Hiền nên luật sư cho như vậy là chưa đủ kết tội. Tòa làm ngơ các phản bác của luật sư về những chứng cứ không có khả năng buộc tội. Tòa đã chỉ mời 5 nhân chứng buộc tội và chứ không cho bất cứ nhân chứng gỡ tội nào vào tham dự. Nguyễn Hoàng Tâm, kẻ mạo nhận là họ hàng với ông Trung, và Võ Văn Xanh là hai người viết hai lá đơn tố cáo được photo giống hệt nhau nên bị luật sư chất vấn đến nỗi cuối cùng tên Xanh từ chối trả lời tiếp và được tòa chấp nhận. Lư Chí Út xưng là hàng xóm và tố cáo ông Trung gây rối trật tự. 6 đồng đạo PGSS nói trên là những người đứng ra tranh đấu bảo vệ cho các đồng đạo bị một nhóm người mặc thường phục do chính quyền thuê mướn cùng công an mật vụ ra đường chặn xe đồng đạo PGSS về tham dự lễ giỗ mẹ của ông Trung tại đạo tràng Út Trung vào ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2017 ở ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú. Công an và cảnh sát giao thông mặc sắc phục có mặt tại chỗ đã không làm gì để ngăn chặn hành động phi pháp này mà còn lợi dụng cơ hội để tịch thu giấy tờ xe và xe gắn máy của đồng đạo.
Tổng cộng trong ngày 18 tháng 4 năm 2017, đã có ít nhất 20 đồng đạo bị chặn không. Cho đến đạo tràng Út Trung vào ngày 19 tháng 4 năm 2017, đã có ít nhất 20 đồng đạo. PGSS bị chính quyền đe dọa, xô đẩy hay hành hung có thương tích, trong đó có 2 người bị đánh ngất xỉu, 2 người bị lấy xe máy, 2 người bị cướp chìa khóa xe, 2 người bị lấy giấy tờ xe. Vào ngày 3 tháng 5 năm 2017, có 2 đồng đạo PGSS đến lấy xe bị thu giữ thì bị một nhóm người chặn đánh. Trên đường về, ngày 15 tháng 5 năm 2017, có 2 đồng đạo cũng bị 8 kẻ lạ mặt đánh đến ngất xỉu sau khi dự đám dỗ của đồng đạo ở xã Phước Hưng. Ngày 26 tháng 6 năm 2017, công an chặn bắt ông Bùi Văn Trung và ông Bùi Văn Thâm trên đường về từ một đám dỗ PGSS. Trong khi bắt họ, công an đã bóp cổ con gái út ông Trung đến ngất xỉu và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngày 27 tháng 6 năm 2017, ông Nguyễn Hoàng Nam bị bắt tại nhà ở thành phố Châu Đốc. Ngày 13 tháng 11 năm 2017, bà Lê Hồng Hạnh bị bắt ở thị trấn An Phú. Ngày 24 tháng 7 năm 2017 và ngày 18 tháng 10 năm 2017, bà Lê Thị Hên, vợ ông Trung, và bà Bùi Thị Bích Tuyền, con ông Trung, nhận quyết định khởi tố nhưng cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuyết xe không cộng 1 tin chít không email.